Xin chào tất cả mọi người, mình là Chris, mình đến từ Kiếm Tiền Center Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tất cả những gì mọi người cần biết Để thuê được một freelancer trên Fiverr làm việc cho chúng ta Thì như các bạn cũng đã biết, Fiverr đó là một cái network Nó là nơi kết nối giữa người bán là những freelancer, những người có khả năng tạo ra các dịch vụ và những người mua là những người uh, mua hàng như chúng ta là những người đang tìm kiếm các freelancer để làm việc cho mình thì uh, ở trên Fiverr nó có rất là nhiều dịch vụ mà chúng ta có thể thuê ở trên đây như là thuê thiết kế về logo thiết kế về banner hoặc là thiết kế áo thun hoặc là những dịch vụ liên quan tới làm video hay là những dịch vụ về làm website làm wordpress về code rất rất là nhiều thứ mà các bạn có thể tìm thấy trên Fiverr Và một ưu điểm nữa của Fiverr so với các mạng freelancer khác Đó chính là mức giá rất là phải chăng Chỉ cần chúng ta có khoảng 5 đô thôi Tối thiểu là 5 đô Thì chúng ta đã có thể thuê được một freelancer trên Google Fiverr làm việc cho mình Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký tạo tài khoản Và tìm hiểu về Fiverr và cách thuê freelancer trên Fiverr như thế nào nhé rồi đầu tiên đó thì các bạn hãy nhấp vào liên kết mà mình để bên dưới video này hoặc là liên kết trong trang kiếm tiền center để đến đăng ký trên Fiverr Thì các bạn nên đăng ký qua link của kiếm tiền center để sau này bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn về những cái tip làm trên Fiverr hoặc là những cái khuyến mãi những cái coupon mới nhất Rồi sau khi mà chúng ta đã nhấp vào cái liên kết rồi á thì các bạn sẽ ấn nút Join ở đây rồi ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản mới thì các bạn có thể nhập địa chỉ email của mình vào đây hoặc là chúng ta sẽ kết nối tài khoản với Google hoặc là tài khoản Facebook để đăng ký trên Fiverr thì ở đây mình sẽ chọn kết nối với tài khoản Google. Rồi mình sẽ chọn cái tài khoản Google mà mình muốn kết nối. Sau đó là mình ấn nút allow. Ở đây thì Fiverr sẽ yêu cầu chúng ta chọn một cái username thì các bạn cứ chọn một cái username cho mình. Rồi, sau khi chọn thành công rồi chúng ta sẽ bấm nút join ở đây. và như vậy là chúng ta đã đăng ký xong tài khoản trên Fiverr thì sau này thì các bạn có thể đăng nhập vào Fiverr à, bằng cái à, tài khoản này rồi à, bây giờ để tìm được một cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang muốn thuê á, thì các bạn vào thanh tìm kiếm này ví dụ như là mình mới làm website cho nên mình đang muốn thuê một người thiết kế cái logo cho website của mình thì mình sẽ lên trên thanh tìm kiếm này mình gõ chữ logo đây logo design mình sẽ chọn vào đây Và bây giờ đã hiện ra một loạt những cái git trên Fiverr về logo design mà để cho chúng ta lựa chọn. Thì để lựa chọn hiệu quả hơn á thì các bạn nên sử dụng một cái bộ lọc trên Fiverr. Thì cái bộ lọc là cái thanh nằm ở bên phía tay trái. Các bạn chú ý là những cái lựa chọn bên đây là những cái bộ lọc để chúng ta lọc ra những cái git phù hợp với lại nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như là ở đây các bạn sẽ để ý có một cái rất là quan trọng là delivery time. Nó là thời gian giao hàng. Có nghĩa là nếu mà chúng ta đang ở trong cái uh, việc gấp và chúng ta muốn thuê logo design trong ngày mai là phải giao chúng ta Thì các bạn sẽ chọn cái uh, lựa chọn là up to 24 hours ở đây Để tìm những cái gig mà cái người freelancer đó sau khi chúng ta đặt hàng Thì chỉ trong vòng 24 tiếng là họ sẽ giao hàng cho chúng ta Hoặc là nếu bạn nào không gấp thì các bạn có thể chọn là 3 ngày hoặc là 7 ngày Rồi Tiếp theo là nếu như mà bạn nào có mức ngân sách bao nhiêu á thì các bạn có thể nhập vào đây để chọn được một cái gift phù hợp với ngân sách của mình. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây thì nó có rất là nhiều mức giá khác nhau như là 60 đô hoặc là 75 đô, 85 đô chẳng hạn. Thì chúng ta có thể nhập mức giá của chúng ta từ thấp tới cao ở đây. Ví dụ như mình sẽ nhập là mình đang muốn thuê logo với mức giá là từ 5 cho tới 20 đô. Thì mình sẽ nhập ở đây và mình bấm lọc ra. Bây giờ thì các bạn có thể thấy là mình sẽ chỉ nhìn thấy những cái gig mà có mức giá là từ 20 đô trở xuống thôi là không có quá cao để cho chúng ta uh, phải vượt quá ngân sách của mình. Ở trang này thì chúng ta có thể xem thêm những cái thông tin cơ bản của seller hay gọi là freelancer để biết được là liệu cái seller đó người ta có đang làm việc hiệu quả trên Fiverr hay không thì chúng ta có thể xem qua cái uh, chỉ số uh, số sao này uh, thì uh, tối đa là 5 sao. Nếu như mà năm sao có nghĩa là những khách hàng trước đây họ để lại review về cái đơn hàng của họ thì họ cho cái mức sao từ 1 tới 5 thì seller nào có cái số sao càng gần về 5 có nghĩa là chất lượng của họ là càng tốt. Còn cái số trong ngoặc này đó là cái số lượt đánh giá mà khách hàng đã sử dụng dịch vụ của họ rồi, họ để lại đánh giá. Thì có các mức seller là uh, level 0 là không có hiện gì cả. Tiếp theo là seller level 1 rồi đến seller level 2 rồi đến top rated seller. Cái, cái mức mà càng cao lên á Thì chứng tỏ là cái seller đó càng Đã làm được nhiều đơn hàng trên Fiverr Và được đánh giá càng cao Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào Cái seller mà chúng ta quan tâm Để xem kỹ hơn thông tin về cái gig của họ à, Cái con số 18 orders in queue này Có nghĩa là à, cái người seller này Với cái gig này thì họ đang có 18 đơn hàng Đang đợi đặt hàng Thì các bạn có thể xem sơ qua về portfolio đây là cái nơi mà seller sẽ cho các bạn thấy những cái đơn hàng mẫu của họ mà họ đã làm xem qua portfolio của họ để chúng ta xem thử là liệu cái phong cách thiết kế phong cách làm việc của họ sản phẩm của họ có phù hợp với chúng ta hay không và ở đây là hình ảnh của seller đó thì kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái gói mà chúng ta có thể lựa chọn thì ứng với từng cái gói khác nhau sẽ là những cái uh, tính năng, những cái dịch vụ khác nhau mà seller đó họ cung cấp. Thì thấp nhất ở đây các bạn có thể thấy là mức giá là 10 đô, uh, tiếp theo là 25 đô, tiếp theo là 50 đô. Thì cái mức gói này nó không phải là cố định của Fiverr mà là cái người seller đó tạo ra những cái gói dịch vụ này để cho khách hàng lựa chọn. Thì các bạn có thể xem thử là cái gói nào mình phù hợp. Và mình có thể chọn gói đó, ví dụ như là uh, cái gói 10 đô thì sẽ không có được cái vector, cái file định dạng vector như là gói 25 đô hoặc là 50 đô khi mà chúng ta thuê uh, cái người seller này họ thiết kế logo chúng ta Ví dụ là như vậy, hoặc là ví dụ như seller bên đây thì họ sẽ có cái gói khác như là gói 20 đô, gói 45 đô và gói 70 đô, cùng với đó là những cái dịch vụ mà họ cung cấp thì các bạn cứ xem thử là chúng ta phù hợp với lại cái gói nào của người seller nào thì chúng ta sẽ chọn. Đồng thời thì các bạn có thể kéo xuống bên dưới những cái grid đó thì chúng ta sẽ xem thêm những cái review của những khách hàng trước đây xem họ nói như thế nào về seller này. Rồi các bạn chú ý thêm một cái mục đó là cái mục uh, revision và delivery time. Thì như hồi nãy mình nói là delivery time có nghĩa là cái mức thời gian giao hàng. Thì nếu như mà ở đây ghi là một ngày có nghĩa là sau một ngày tối đa là một ngày sau khi các bạn đặt đơn hàng đó thì thì cái người seller đó họ sẽ gửi cái đơn hàng cho các bạn và thêm một cái mục mà chúng ta cần quan tâm là cái mục revision có nghĩa là uh, chúng ta được sửa đổi. Cái đơn hàng đó bao nhiêu lần Có nghĩa là sau khi mà bạn đặt hàng rồi á Thì uh, nếu mà seller đó họ thiết kế Họ đưa ra sản phẩm uh, Họ làm cho bạn rồi Nhưng mà bạn cảm thấy có một cái gì đó Chưa ý cho lắm Thì bạn có thể yêu cầu họ sửa lại Thì nếu như mục này ghi ở đây là Unlimited Có nghĩa là bạn sẽ được yêu cầu họ sửa cho tới khi nào Mà bạn cảm thấy hài lòng thì thôi còn nếu như ở đây một revision ghi là một hoặc là hai gì đó thì bạn chỉ được yêu cầu sửa lại một hoặc hai lần gì đó thôi còn nếu như unlimited có nghĩa là bạn có thể yêu cầu cái người seller đó họ sửa lại cho bạn một chút gì đó trong cái đơn hàng để bạn cảm thấy hài lòng hơn rồi sau khi mà đã chọn được người seller cũng như là cái gift phù hợp rồi á thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt hàng thì ở đây mình đã chọn mẫu một cái gig của cái người seller này Thì mình sẽ nhận được sản phẩm của mình trong vòng một ngày Và mình có quyền chỉnh sửa là không giới hạn Và cái mức gig này mình sẽ trả thanh toán cho người seller là 5 đô Thì sau khi các bạn chọn rồi thì các bạn sẽ ấn nút continue ở đây Các bạn ấn continue ở đây hoặc là ở dưới cái gig này thì các bạn ấn chỗ nào cũng được thì nó cũng sẽ hiện ra cái đơn đặt hàng Thì chúng ta sẽ ấn ở đây rồi bây giờ đến cái uh, trang đặt hàng thì chúng ta sẽ tiến hành uh, thanh toán rồi ở đây các bạn để ý á là khi mà chúng ta thanh toán á thì Fiverr sẽ tạm giữ số tiền này chứ không phải là chuyển thẳng qua cho seller. Chỉ khi nào mà seller họ gửi cái sản phẩm sang cho chúng ta và chúng ta cảm thấy hài lòng, ok với cái sản phẩm đó rồi á thì Fiverr mới hoàn tất cái đơn hàng đó và Fiverr sẽ gửi cái tiền đó qua cho seller. Cho nên khi mà các bạn thuê freelancer ở trên Fiverr thì các bạn sẽ không có sợ tình trạng là gửi tiền đi rồi mà không có sản phẩm hoặc là nhận sản phẩm không ưng ý cả bởi vì khi mà các bạn đồng ý chấp nhận sản phẩm rồi á thì Fiverr họ mới trả tiền lại cho seller còn nếu không thì họ sẽ refund họ sẽ trả tiền ngược lại cho bạn rồi ở đây thì ở cột thanh toán thì số lượng chúng ta sẽ chọn là một chúng ta sẽ chọn là một là 5 đô. Tiếp theo ở bên dưới nó là những cái uh, dịch vụ thêm những cái gig extra thì uh, nếu như bạn nào uh, cần thêm một cái dịch vụ nào đó thì chúng ta có thể chọn vào và cái số tiền chúng ta phải trả cho dịch vụ đó thì nó sẽ tương ứng bên đây. Ví dụ như là mình thuê logo nếu mà mình cần uh, cái file suột luôn á thì mình sẽ ấn chọn cái uh, dịch vụ này. Còn nếu không á thì người seller đó họ chỉ gửi cho mình uh, cái uh, file hình ảnh thôi chứ không phải là file suột của họ. Thì sau khi mà chúng ta chọn xong hết rồi á thì chúng ta sẽ ấn nút order now ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Fiverr sẽ thu thêm à, mức phí dịch vụ là 2 đô, cái này là mặc định. À, rồi, à, mình sẽ ấn order để tiến hành thanh toán. Ở đây thì à, mình sẽ có những cái sự lựa chọn thanh toán là sử dụng thẻ à, Visa, Mastercard hoặc là thanh toán bằng PayPal. Thì nếu bạn nào thanh toán bằng thẻ thì các bạn điền thông tin thẻ vào và thanh toán. Còn mình thanh toán bằng PayPal thì mình sẽ chọn là PayPal ở đây rồi sau đó thì chúng ta sẽ ấn nút continue để tiếp tục ở đây thì mình sẽ đăng nhập vào paypal để thanh toán rồi mình chọn pay now khi mà hiện ra cái này có nghĩa là cái order của chúng ta đang được uh, uh, xử lý và sẽ chuyển qua cái trang để chúng ta điền cái thông tin uh, đơn hàng vào và đây đây chính là cái thông tin đơn hàng thì ở đây chính là cái uh, lúc mà bạn sẽ điền những cái thông tin mà bạn muốn cái người seller đó họ thực hiện cho bạn. Có nghĩa là ở đây người seller đó sẽ hỏi bạn những cái uh, câu hỏi uh, về cái đơn hàng của các bạn thì các bạn nên uh, điền càng chi tiết càng tốt những cái yêu cầu của mình để người seller đó họ có thể hiểu được và họ sẽ xử lý, họ sẽ làm cái đơn hàng của chúng ta một cách trọn vẹn nhất thì ở đây ví dụ như là họ hỏi mình là mình đang muốn thiết kế cái logo của mình ở lĩnh vực nào thì ví dụ như là mình đang thiết kế logo ở lĩnh vực tài chính chẳng hạn thì mình sẽ chọn là finance ở đây rồi tiếp theo là sẽ có những cái uh, câu hỏi mà họ hỏi bạn như là uh, tên công ty là gì hoặc là cái màu sắc mà chúng ta muốn là gì rồi uh, những cái uh, đường liên kết của uh, trang web của chúng ta như thế nào để họ vào xem và thiết kế cho phù hợp hoặc là họ sẽ yêu cầu bạn là đính kèm một cái file nào đó nói chung á là sau khi mà các bạn thanh toán xong á thì các bạn sẽ đến cái trang mà chúng ta sẽ điền vào những cái yêu cầu của mình cho seller thì các bạn chú ý là các bạn phải điền càng chi tiết càng tốt những cái mong muốn của mình để người seller đó họ thực hiện cho chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta đã điền hết những cái thông tin những cái yêu cầu chúng ta về cái đơn hàng rồi á thì chúng ta sẽ ấn nút start order để bắt đầu đặt hàng. Rồi khi mà hiện ra cái thông báo là do order has started có nghĩa là chúng ta đã đặt hàng thành công rồi và bây giờ chúng ta sẽ không cần phải làm thêm gì cả và sẽ đợi cho cái người seller họ sẽ hoàn thành sản phẩm và họ sẽ gửi cho chúng ta. À, các bạn có thể quay lại trang chủ của Fiverr và chúng ta sẽ chọn phần order ở đây để chúng ta vào kiểm tra cái đơn hàng của mình thì các bạn có thể thấy là cái uh, order của chúng ta đã hiện ở đây và nó đang ở trong tình trạng là in progress có nghĩa là đang tiến hành rồi bây giờ các bạn có thể nhấp vào đây uh, nếu như mà các bạn muốn trao đổi thêm với lại uh, seller hay là các bạn đang muốn uh, yêu cầu thêm cái gì đó thì các bạn có thể đánh uh, cái tin nhắn ở đây và sau đó thì ấn nút gửi cho họ hoặc là nếu các bạn muốn thêm một cái dịch vụ gì đó mà lúc nãy lúc mà thanh toán chúng ta quên á thì các bạn có thể uh, ấn ạt ở đây mà chúng ta có thể thêm vào thì bây giờ chúng ta chỉ cần đợi cái người seller họ hoàn thành xong cái sản phẩm thì chúng ta sẽ nhận được thông báo qua email. Rồi bây giờ thì freelancer mà mình thuê họ đã hoàn thành xong cái sản phẩm của mình. Thì khi mà bên freelancer họ hoàn thành xong thì chúng ta sẽ nhận được một cái email thông báo là đơn hàng của chúng ta đã sẵn sàng. Thì các bạn vào đây và các bạn xem cái sản phẩm mà bên freelancer họ gửi cho chúng ta đây các bạn có thể thấy là uh, freelancer họ đã trả lời lại cho chúng ta và họ đã gửi cái uh, sản phẩm mà mình đã thuê họ làm đó chính là logo thì mình thuê logo thì họ sẽ gửi cho mình cái file logo còn nếu như bạn nào thuê những cái sản phẩm khác như là thuê dịch video hoặc là thuê làm một cái gì đó thì bên freelancer họ sẽ gửi cho bạn một cái file tương ứng với lại cái sản phẩm bạn thuê ở đây rồi chúng ta sẽ đao cái file này về và chúng ta xem thử là sản phẩm đã làm cho chúng ta hài lòng chưa nếu mà các bạn đã hài lòng với sản phẩm rồi á, thì ở dưới đây nó có một câu là are you ready to approve and finalize your order có nghĩa là chúng ta đã sẵn sàng uh, để uh, hoàn tất cái order này chưa? Thì nếu như bạn ấn yes có nghĩa là bạn đã chấp nhận cái sản phẩm mà bên phía freelancer họ gửi cho bạn và sau khi bạn bấm yes rồi á thì coi như là order hoàn tất. Nếu như bạn cảm thấy chưa hài lòng và cần chỉnh sửa thêm thì ở đây chúng ta sẽ chọn là no. Ví dụ như mình sẽ chọn no thì họ sẽ cho những cái câu hỏi là bạn cần chỉnh sửa điều gì thì nếu như là mình cần chỉnh sửa lại cái file đó mình cần chỉnh sửa một chút trong cái sản phẩm đó thì mình sẽ chọn là i still need revisions có nghĩa là mình chọn ở đây rồi sau khi chọn xong rồi thì mình sẽ đánh cái tin nhắn của mình cho người freelancer có nghĩa là mình sẽ giải thích với họ là mình cần chỉnh sửa thêm điều gì để họ chỉnh cho các bạn và khi mà họ chỉnh xong thì họ sẽ gửi cho bạn một cái file mới để bạn xem rồi sau khi mà chúng ta đã cảm thấy hài lòng rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ ấn nút Yes để chúng ta hoàn tất cái đơn hàng này. À, thông báo hiện lên hỏi là chúng ta có chắc là sẽ hoàn tất đơn hàng hay không? Tại vì nếu như mà hoàn tất rồi á, thì chúng ta sẽ không có được yêu cầu cái người freelancer họ chỉnh sửa miễn phí nữa, mà khi chúng ta yêu cầu sau khi hoàn tất đơn hàng thì sẽ tính thêm phí. Rồi bây giờ mình đã chắc chắn là hoàn tất rồi, cho nên mình sẽ bấm là Approve Final Delivery. Rồi ở đây thì các bạn sẽ đánh giá cho cái người freelancer này, bạn xin đánh giá và bạn có thể để lại bình luận cho họ. Và nếu mà chúng ta có tip thêm cho freelancer thì các bạn sẽ chọn cái mức giá tip ở đây. Thông thường thì mình sẽ không có tip thêm, mình chọn no thanks. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất à, quá trình à, thuê freelancer trên à, Fiverr để à, à, làm việc cho chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người về một cái tính năng mới trên Fiverr, đó là Fiverr Pro. Thì mọi người có thể thấy cái Fiverr Pro ở trên thanh menu ở đây. Thì Fiverr Pro cũng tương tự như trên Fiverr, cái cách làm việc với lại freelancer cũng tương tự Nhưng có một điểm khác đó là trên Fiverr Pro thì à, những người freelancer trên đây là những người có trình độ cao Đã được Fiverr xét thực và những sản phẩm và dịch vụ của họ cũng ở chất lượng cao hơn Cho nên nếu như là bạn nào có ngân sách tốt thì các bạn có thể à, sử dụng Fiverr Pro để có được những cái sản phẩm mà ưng ý và chất lượng nhất rồi à, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người tất cả các bước mọi người cần biết để thuê một freelancer trên Fiverr thì mình đã có để link đăng ký Fiverr bên dưới thì mọi người nên đăng ký cái link này để nhận được những hỗ trợ sau này cũng như là những cái thông tin khuyến mãi của kiếm tiền Center trên Fiverr cho mọi người. À, nếu mọi người thấy video này có ích thì hãy nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất và đừng quên đăng ký kênh YouTube của kiếm tiền Center để nhận được những video hướng dẫn mới nhất xin chào tất cả mọi người